Đây, vâng, đợi xem. Trời, nhai gì ghê vậy?
luộc mì của ba hả? Ngon quá ăn mì à? Hả? Ăn mì này cứng lắm nha. Thì ba nấu lên ăn thử này. Con ăn nha. Nấu cho con ăn thử nha. Nha. Muốn ăn mì à? Trời ơi, đây đây đây, đây ba bóc cho ăn thử này. Đây. Thì ba lấy sữa cho con uống nha. Nha. Con uống sữa đi. Ba lấy sữa cho con uống rồi ba pha mì ba. Thôi không ăn nữa, uống sữa đi con. Con. Con ăn mì nữa. Uống sữa đây. Đây. Này, phải uống sữa không? Món mì tôm lạ hơn mà. Tôm trong miệng mà chứ. Ngon không? Uống sữa thì kêu ăn chứ sao lại bó với mì tôm làm gì? Ngon. Con ngồi xuống này. Ngon quá. Đây. Muốn thêm miếng nữa. Muốn thêm miếng nữa. Đây, ba không muốn nữa, ba để đây nha. Ba đi nấu mì tôm ăn. Từ con không có nghịch của ba. Ôi thôi 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 con. Con ngoan được ra tí. Ai trời ơi, ngon không? Trời. Từ từ. Đây. Ngon không? Trời. Bít ngọt không? Còn ai cái đó đã? Ui trời, 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 trời. Ăn từ từ thôi con, trời đầy họng hết rồi, nhả cái đó ra, nhả ra đi rồi ba đưa thêm muối khác cho ăn. Muối hết nước. Ăn từ từ thôi.
không chịu ăn. Đây. Thấy chưa, đầy miệng thấy chưa? Và kêu lè cái kia ra đi. Còn đỡ. Ngon không? Chơi nha, cho ba xem mì chính chứ nha. Nha. Ừ, nóng con, từ từ. Đây, mì chín rồi này. Ba để chắc nữa. Trộn nha. Làm nước sốt bò hầm này. Thơm không? Thơm không? Tí nữa ba cho con ăn thử nha. Nha. Đây. Nóng nóng nóng. Đây, mình ăn thử xem. Trời, nhai gì ghê vậy? Ui, nóng nóng không? Nóng. Để cho ba đi lấy cái... Mình ăn thử coi. Ngon không con? Ơi, không bóp, không bóp. Để bà đi lấy dĩa cho con nha. Trời. Đây. Đây, cái này là của con nha. Đây, lấy tiền cho con này. Từ đây. Đây, cái này của bon này. Mà lấy ra nha. Từ từ. Lấy một sợi thôi ha. Quấn vào nĩa cho con nha. Trời ơi, dài quá. Mì dài quá. Đây, bon, bon cầm cái từ đi. Yên nào. Quấn vào nĩa cho. Đây, con này đây. Này, con cầm. Đấy. Ngon không con? Trời. Nghĩa này không được nhỉ, khó nhỉ. Đây. Này, con này. Để ăn nó ra nha. Nha. Ngon không con? Ngon. Đây, cầm. Rồi, bón ở đây đây nha. Bón ở đây, để đây ăn nó ra. Đây, để ba lấy lại cho. Đây, ba lấy cái mì mới cho nha. Hết rồi nè, hết rồi, để ba lấy cho. Đây, đây. Rồi, để ba quấn này cho con. Cầm cho nó chắc này. Rồi, đây. Đây. Ngon không? Không nhạt đấy đó con. Ăn nè, xếp rồi, đây. Đúng rồi. Trời. Từ từ từ. Rơi 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 con. Đây, ăn từ từ đây. Đây, để ba lấy lại. Đây. Lấy một cặm thôi nhỉ. Đây, quấn vào đây cho bon nha. Quấn vào đây cho bon. Ồ, mì dài quá. Đây, đây bon cầm này. Đúng rồi.
Ngon không con? Ngon không? À, bọn thích ăn mì ha. Bữa sau bà trộn mì cho ăn. Ngon không? Ăn bon. Để bao lấy ra. Đây. Này. Này. Bà quấn lên cho con dễ ăn nha. Còn ăn dính nha, bà ăn xong rồi nha. Ngon không con? Bây giờ ăn cái này nha. Bọn ăn hết trên nữa, đây cho bà lấy cho. Này, bà lấy thêm cho con nha. Bà ăn đi, tí bà rửa bà dọn cho. Đây. Con giỏi quá nha. Này bọn biết ăn mì rồi đó.